Rồi đâu rồi, mấy đứa bé đó không lên nữa đâu. Lên trên xem hôm nay chúng nó bẩn đến mức nào rồi. Đi, lên trên. Lên sau. Nào, mấy nhóc đâu, lên đây nào. Ok. Xem bây giờ nước đang sạch đây. Chờ tí nó xem chúng nó bẩn đến mức độ nào. Khẩn trương. Lên đây. Ok này nha. Chúng ta vào trong này chúng ta chơi nhá. Nancy đầu tiên này. Em thứ hai này. Ui xời ơi. Vào đây xem các em bẩn đến mức nào. Em thứ ba này. Chổ tí xem cái nước này xem là nó ra màu gì. Em tiếp theo nào. Nào. Ui xời. Rồi ra đằng kia chơi đi. Ờ, hiền đấy nhá. Không, để cho các cháu chơi. Nước đã bắt đầu đổi màu. Ít quá, bé quá, không bõ nghịch hả? À? Ý của mấy đứa là bé quá, không bõ nghịch hả? À? Các bạn nào? Hả? À? Các bạn nào? Hai này như thế nào? Chỗ nước này. Đứng ở, nó đứng ở chỗ này đổi màu nước luôn. Cái này cứ xong một lần tắm mà tiện luôn, sạch luôn. Tắm xong là chúng ta sẽ thay nước luôn. Ok. Sao Mana ở ngoài Mana kêu hả? Hả? Sao? Hả? Chúng ta chơi đi chứ. Chơi đi không tí mưa giờ này. Sao giờ nó lại nhìn nó là sáng hơn nhỉ? Mana có muốn vào không? Hả? À, có vào chơi không? Hay là Mana vào chơi như cùng với các em nhá. Đây ta xin viên gạo cội này. À. Oh ho. Mina. Ở trong này chơi. Đây vào đây. Mana. Mana ra đây. Bế vào. Có vào chơi không? Lịch một tí. Mưa rồi này.